Đi chụp ảnh đường phố, anh thợ bắt gặp cậu bé với nhan sắc chuẩn xoáy ca, khiến ai vừa nhìn vào cũng đổ rộp. Đoạn video được một anh thợ ảnh chia sẻ, kể về một lần lang thang đường phố và bắt gặp cậu bé có ngoại hình rất ấn tượng. Thời điểm đó, cậu đang ngồi cùng mẹ trong quán cà phê. Vì quá thu hút nên anh nhiếp ảnh mạnh dạn tiến tới bắt chuyện và đề nghị được chụp cho cậu bé vài bức ảnh. Dù đang khá vội nhưng trước sự mong đợi của anh nhiếp ảnh, hai mẹ con cũng đồng ý. Cậu bé thậm chí còn thoải mái chia sẻ rằng gu thời trang của mẹ và cậu rất khác nhau. Những quần áo mà cậu thích thì thường không hợp mắt mẹ. Điều bất ngờ là cậu bé không chỉ sở hữu ngoại hình ưu tú mà còn có khả năng tạo dáng phô hình rất ổn luôn. Và thành quả khỏi phải nói, lòng lành hết nước chấm. Đoạn video vừa đăng tải thì các chị, các em đã tranh nhau vào đặt gạch rồi. Tự nhiên dẫn con trai đi cà phê một hôm mà lại thu về cả tá con dâu luôn. Các bạn nghĩ sao về nhan sắc này? Chia sẻ cùng Tán TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé.